Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, chiều nay 12 tháng 12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt đoàn đại biểu Ban Liên lạc Hội Cựu Chiến binh Sư đoàn 341, cùng dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đi qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia, sư đoàn có hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ hy sinh và hơn 9.000 thương bệnh binh đã để lại một phần xương máu trên khắp các chiến trường. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, sư đoàn 341 vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một huy chương Hồ Chí Minh, hai huân chương chiến công hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của sư đoàn trong 50 năm qua. Giờ đây, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh của sư đoàn 341 tích cực tham gia ban liên lạc truyền thống sư đoàn tại 23 địa phương. Chủ tịch nước đánh giá cao cựu chiến binh sư đoàn luôn giữ gìn phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ. Đoàn kết nghĩa tình giúp đỡ nhau, thường xuyên tổ chức thăm động viên các gia đình chính sách, giúp đỡ các hội viên khó khăn về kinh tế, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Chủ tịch nước mong muốn ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh sư đoàn 341 tiếp tục giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, luôn là tấm gương sáng cho gia đình, con cháu noi theo, góp phần cùng hệ thống Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ổn định, vững mạnh, xây dựng quê hương giàu đẹp, tiếp tục có các hoạt động nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, nhất là với những gia đình liệt sĩ, các hội viên là thương binh và hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ để Sư đoàn 341 tiếp tục phát huy tốt truyền thống của đơn vị anh hùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.